Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. At Ping, we know smarter decisions lead to lower scores. When choosing a distance iron, we recommend the performance of the new G710. Its highly flexible face elevates ball speeds for more distance and towering ball flights. It's our longest, most forgiving iron. And it's equipped with Arcos Caddy Smart Grips and includes a free trial of their app to unlock the power of your data. Get fit today for the new Ping G710 iron, a smarter way to play your best. Nếu như trước đây xã hội cho rằng golf là môn thể thao chỉ dành cho nam giới, thì trải qua những thăng trầm, những quãng thời gian dài, đến hiện tại, phụ nữ đã khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc khi họ ngày càng giỏi và đạt được những vị trí cao. Có rất nhiều nữ golfer xuất phát điểm là những caddy, kéo túi gậy. Họ đã không ngừng nỗ lực để có được những vị trí xứng đáng trong ngành golf. Họ giờ đây là những nhà quản lý, những giám đốc giỏi giang, và câu chuyện của golfer Nguyễn Thị Thu Lành là một trong những ví dụ minh chứng cho điều đó. Golfer Nguyễn Thị Thu Lành sinh năm 1985 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Năm 2003, sân golf Chí Linh đang tuyển caddy và chị Lành đã nộp đơn ứng tuyển. Ở độ tuổi của chị lúc bấy giờ, golf vẫn còn vô cùng xa lạ. Nhưng càng xa lạ, chị lại càng tò mò và càng thôi thúc chị phải tìm hiểu về golf, xem nó có gì thú vị. Thế rồi, kể từ giây phút đó đến hiện tại, chị Lành đã gắn bó với golf 18 năm. Có lẽ đây không còn gọi là sự tình cờ như chị nói nữa, mà nó chính là duyên tình định giữa chị với golf. Thời đó thì cũng không hình dung ra làm caddy là làm gì. Chỉ biết là nói là vào đó để nhặt bóng. Thì cái ngày tôi nhớ là vào tầm ngày 23 của tháng 7, thì bạn bè có mang hồ sơ đi rồi rủ là đi vào sân golf để phỏng vấn. Tôi cũng đi theo họ, đi theo để xem. Thứ nhất là để xem sân golf như thế nào. Thứ hai là để xem nghề nhặt bóng là nghề gì. Khi mà đi vào sân golf ấy thì thấy là có rất nhiều thảm cỏ xanh, rất là đẹp. Và lúc đó là đi theo mọi người thì cũng ngồi bên ngoài xem mọi người phỏng vấn thôi. Thì đến lúc tầm cũng chiều chiều rồi, tầm 4 giờ chiều thì lúc đó thì anh, thời đó là anh Lars Holden là giám đốc điều hành ở đó. Và chị Trường là caddy master thì có gọi tôi vào để đo chiều cao, cân nặng và có phỏng vấn vài câu tiếng Anh. Thì tôi cũng vào qua phỏng vấn xong thì đi ra ngoài ngồi chờ kết quả của mọi người nói chuyện thôi. Lúc đấy chỉ là ngồi nói chuyện buôn dưa lê với nhau bên ngoài. Thì đến khi họ đọc kết quả thì người đầu tiên trúng tuyển lại là tôi, mà tôi rất là bất ngờ vì tất cả mọi người đều mang hồ sơ đi để phỏng vấn, còn mình thì không. Thì ngay từ thời điểm đó thì tôi biết rằng là tôi sẽ gắn bó với golf cho đến bây giờ. Sau cuộc ứng tuyển định mệnh đó, chị Lành bắt đầu ở vị trí là một caddy. Trong mắt của những cô gái mới tốt nghiệp trung học phổ thông như chị, thì những khách chơi golf là những người giàu có lắm. Họ còn là những người nổi tiếng mà có lẽ ở ngoài đời thường chẳng bao giờ chị gặp được. Nhiều người chơi golf còn là người nước ngoài. Vì thế, bắt buộc những caddy như chị Lành phải học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thật nhiều. Cho đến hiện tại, chị vẫn thấy thật may mắn khi xuất phát điểm đầu tiên là caddy. Công việc này cho chị nhiều hơn những gì mà chị nghĩ. Khó khăn đầu tiên khi tôi làm trong ngành golf là ngoại ngữ. Vào những năm đầu tôi tiếp xúc với cả môn golf thì tại Chí Linh không có các trung tâm ngoại ngữ, cũng không có quá nhiều thầy giáo dạy, và điều kiện lúc đó là cũng không cho phép mình được đi học ngoại ngữ thêm. Thì khi tôi làm caddy là có cái scorecard, thì thường chúng tôi sẽ là tôi sẽ xé đôi ra, lấy cái phần trắng bên trong, viết tất cả những câu khách hàng nói mà mình chưa hiểu được,
mà viết bằng kiểu là phiên âm tiếng Việt luôn. Xong về hỏi bạn bè, hỏi mọi người, có thể là hỏi cả trực tiếp khách hàng của mình nữa. Thì mọi người giải thích, hướng dẫn cho mình. Thời điểm đầu là học lỏm, sau đó là học online. Và đến bây giờ thì nghe nói đọc viết thông thạo. Làm cách đi tôi được tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Có thể là nói là những người rất là có tầm cỡ, có tiếng nói, có địa vị trong xã hội. Rồi những golfer chuyên nghiệp ở người nước ngoài. Ngoài cái việc là tôi được học về kiến thức về golf, được học về luật golf, được học về cách đánh golf các kỹ năng khác trong golf, thì tôi còn được học rất nhiều từ những vị khách hàng của mình. Sau một thời gian làm caddy ở sân Chí Linh, chị Lành quyết định quay về mở nhà hàng và tự kinh doanh. Nhưng cái duyên quá lớn giữa chị với golf đã khiến chị quay trở lại. Lần trở lại này, chị đảm nhiệm vị trí cao hơn, đó là quản lý clubhouse tại sân golf Vinpearl, Hải Phòng. Sau đó là giám đốc ẩm thực, phó phòng kinh doanh tại sân golf FLC Biscom. Năm 2020, chị chuyển công tác về sân Tràng An Golf and Country Club, Nho Quan, Nhân Bình. Đến hiện tại, chị đang là giám đốc điều hành tại đây. Với những người phụ nữ thì sự ổn định trong công việc là điều mà họ luôn mong muốn. Nhưng với chị Lành, trải qua nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau lại khiến chị cảm thấy thú vị. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã cho tôi được biết về golf, được gắn bó với golf. Đến bây giờ tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những người sếp, những người đồng nghiệp, những cộng sự đã đi cùng tôi trong suốt 18 năm qua. Ở vị trí giám đốc điều hành tại sân golf Tràng An, chị Lành gặp không ít áp lực bởi khối lượng công việc lớn. Một ngày của chị bắt đầu từ sáng sớm, đi một vòng để kiểm tra lại các bộ phận và hỏi han những nhân viên của mình tại clubhouse. Sau đó, chị sẽ cùng nhân viên đi một vòng quanh sân golf để kiểm tra toàn bộ hoạt động của sân trước khi phục vụ khách. Vị trí công việc cao hơn cũng khiến chị bận rộn hơn, đôi khi không còn thời gian để dành cho bản thân. Nhưng chị Lành vẫn không nề hà bất cứ việc gì mà luôn cảm thấy hạnh phúc bởi đó là đam mê. Với tôi khi làm giám đốc điều hành của sân golf Tràng An thì áp lực về công việc không phải là vấn đề lớn, mà tôi phải học cách kiên nhẫn, học cách bình tĩnh trong mọi tình huống và kiềm chế sự nóng nảy của mình. Làm giám đốc điều hành vừa là thách thức vừa là cơ hội, cũng là một trải nghiệm. Về giám đốc điều hành của mình là chị Nguyễn Thị Thu Lành, thì chị là người cương quyết trong công việc, người phụ nữ trong công việc thì rất là cương quyết, và trong cái ngoài đời sống với lại các cái cán bộ công nhân viên anh em ấy, thì chị là người sống rất tình cảm, hòa đồng. Nếu như người ngoài thì người ta cảm nhận là chị là người khá là cứng tính, nhưng khi mà mình được giao tiếp với chị thì chị lại một người rất là hiền hòa, hài hòa với tất cả mọi người, và cũng luôn luôn có những cái sự quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong cái công việc cũng như là cái đời sống hàng ngày. Hơn một năm sống và làm việc tại sân golf Tràng An, nơi đây dần gắn bó với chị như là nhà. Sự xinh đẹp của sân golf được mệnh danh là tiểu Đà Lạt thứ hai đã khiến chị thêm yêu mến mảnh đất Ninh Bình. Đây cũng là nơi mang lại cho chị nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Hay quá. Hay quá. Kỷ niệm đáng nhớ nhất từ khi tôi làm việc ở sân golf Tràng An đó là khi khách hàng thốt lên với tôi rằng Tràng An là nơi tốt nhất để chơi golf. Lúc đó tôi cảm giác như là mình làm được một điều gì đó rất là ý nghĩa, cảm giác vỡ òa. Và tôi nghĩ rằng là sự lựa chọn đúng đắn, sự lựa chọn có ý nghĩa nhất trong suốt cái quãng đường mình làm nghề golf. Ai nói rằng phụ nữ không thể vươn tới những vị trí cao hơn trong golf? Ai nói rằng xuất phát điểm của một nữ caddy sẽ mãi chỉ dừng lại là một caddy? Golf mang trong mình sự công bằng và mở ra những cơ hội cho bất cứ ai có đam mê, có sự nỗ lực thực sự. Chắc chắn với chị Lành sẽ còn nhiều mục tiêu nữa để chị theo đuổi. Nhưng nhìn vào những gì mà chị đã trải qua 18 năm nay với xuất phát điểm là một caddy, thì đó không phải là con đường chỉ trải hoa hồng.
chỉ xây dựng những công trình, chúng tôi xây dựng niềm tin. Ghi ra ENC, tổng thầu xây dựng công nghiệp hàng đầu Việt Nam.